Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chúng ta đều được nhìn lại bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập trên lễ đài ở Quảng trường Ba Đình, được nhiều tờ báo đăng tải. Một bức ảnh nổi tiếng ghi lại một thời khắc lịch sử của dân tộc, nhưng chưa chắc nhiều người trong chúng ta biết rõ tác giả của bức ảnh này. Đó chính là nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản, người được mệnh danh là chép sử bằng ảnh. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, ông Nguyễn Bá Khoản khi đó đang công tác tại báo Cứu Quốc đã ghi lại được hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập. Sau lễ chào cờ, nhiếp ảnh gia Nguyễn Bá Khoản phải chọn chỗ đứng phù hợp để ghi được hình ảnh vị chủ tịch nước đầu tiên giữa khung cảnh hùng tráng của một ngày mùa thu lịch sử trọng đại của dân tộc. Bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập là bức đẹp nhất, đánh dấu nửa đời người cầm máy ảnh của ông. Năm sau, đúng ngày 19 tháng 8 năm 1946, bức ảnh được phóng to và trưng bày lần đầu tại nhà triển lãm Tràng Tiền trước sự ngưỡng mộ của đồng bào thủ đô và cả nước. Ngoài bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, nhiếp ảnh gia Nguyễn Bá Khoản còn bấm được nhiều kiểu khác như đội danh dự bảo vệ lễ đài hay các đoàn thể tham gia diễu hành. Độc lập năm 1776 của nước.